chưa một lần vượt qua đội tuyển Pháp kể từ năm 2008. Khó khăn chồng chất với đội tuyển Áo khi mất trụ cột David Alaba. Trong khi đương kim Á quân World Cup lại đang sở hữu một Mbappe sung sức và khát khao giành vinh quang tại Euro lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Bảng D vòng chung kết Euro 2024, đội tuyển Áo, đội tuyển Pháp, 2 giờ sáng ngày 18 tháng 6, trực tiếp trên kênh VTV3.